Chào các bạn, hiện mình đang ở tổ 107, hẻm 67, đường số 10 nha. Ở đây là thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và mời các bạn cùng với mình vào hẻm 67. Và trước mặt chúng ta là ngôi chùa Huyền Quang nha các bạn. Và đây là phía trước của chùa. Thì do cái diện tích cũng khá là khiêm tốn nên là cổng chùa sát với hẻm 67 luôn nha các bạn. Chùa chúng ta không có sân chùa cây cổ thụ cây xanh rộng lớn như những cái chùa mà mình đã tham quan đó, nhưng mà chùa được xây dựng rất là nguy nga luôn nha, gồm có 3 tầng đó. Và đây là phía trước tầng thứ nhất. Và vì không có sân chùa rộng nên là mình bước ra hẻm 67, đứng phía bên đường đứng xa để mình có thể ngắm nhìn toàn cảnh ngôi chùa của chúng ta. Và bây giờ mình vào để cúng Phật Quan Âm và cúng dường. Và mời các bạn cùng với mình để tham quan những tầng phía trên của chùa nha. Và đây là lầu 2. Mình đi vào buổi chiều nên là không còn nắng nhiều, nên màn hình nó không có được rõ lắm nha các bạn. Mong các bạn thông cảm. Và bây giờ mình tiếp tục lên tầng 3. Khi các bạn đứng ở trên tầng 3 thì các bạn có thể ngắm thành phố và nhìn bầu trời trong xanh, rất là mát. Và đặc biệt, một điều đặc biệt rất là thích thú là khi các bạn đứng ở đây khoảng 5-10 phút là có một chiếc máy bay bay ngang qua đầu luôn các bạn. Và đứng đây mình có thể ngắm nhìn máy bay, khoảng chừng 5 phút, 6 phút là có một chiếc bay ngang. Và phía trước thì treo những cái đèn lồng rất là đẹp, và đặc biệt là nghe nói vào buổi tối đó các bạn, khi mà thắp đèn lên thì nhìn rất là lung linh lấp lánh luôn ha. Này là phía bên tay phải, bài trí rất là sạch sẽ gọn gàng. Và bây giờ mình sẽ vào chánh điện. Đặc biệt là trong chánh điện chúng ta thấy có một cái mỏ rất là to và một
chuông, một chuông đồng rất là to các bạn. Thì cũng được biết là vào những ngày lễ lớn, rằm lớn thì ở chùa có tổ chức những hoạt động như là nấu cơm chay từ thiện, nấu những món chay miễn phí để thết đãi bà con cũng như là Phật tử đến viếng chùa. Và trong chùa có những cái hoạt động thiện nguyện như là giúp trẻ mồ côi, những gia đình neo đơn khó khăn. Và cũng được nghe nói là chùa của mình nấu các món chay thật là tuyệt vời luôn, đặc biệt là món bún chay Huế đó các bạn, nấu rất là ngon ha. Và khi mình đến đây viếng chùa thì mình gặp được các cái ni sư rất là nhiệt tình, tiếp đón mình rất là vui vẻ luôn ha. Thì giữa thành phố náo nhiệt thì có một ngôi chùa nhỏ rất là thanh bình, rất là yên tĩnh nha các bạn. Và nghe nói đến những cái hoạt động của chùa thì mình thấy là rất là quý báu luôn, những cái tấm lòng từ bi của sư phụ cũng như là các ni sư ở trong chùa Hiền Quang. Xin chào và tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé. Rất đẹp phải không các bạn?